Rồi coi như là đã đi đến chùa Vàng xong rồi. Bây giờ sẽ đi thành thần cho đến cung điện Hoàng gia nha. Cách ở đây là 1,6 km ha. Đi dọc theo bờ sông Mê Công. Nào chúng ta cùng đi nào. Đến cung điện nha. Đây trước mặt chúng ta là cung điện. Ủa mà sao đang xây dựng bảo trì gì đó? Thấy căng căng bạc rồi tùm lum hết trơn rồi. Đây, đây là cung điện Hoàng gia. Tới đây lúc 2 giờ trưa, 2:30 trưa. Nắng nóng quá. Đây 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 đây. Đây là chỗ bán vé vào hoàng cung nha. Giá vé là 40.000 ria, tương đương với 10 đô cho một người. Và quy ra thành tiền Việt là 230 một đô, 23.000 tiền Việt mình. Cái này hai chai 6.000 ria. Rồi bây giờ là rời năm bên đi Siem Reap. Lúc này là 11 giờ tối. Chuyến xe sẽ đi khởi hành lúc 12 giờ và hy vọng là tới 6 giờ sáng mai là sẽ đến được Siem Reap. Rồi bây giờ chúng ta cùng ra xe nha. Bây giờ là 6:30 sáng, chúng tôi là bắt đầu đến Siem Reap và bây giờ là đi tìm khách sạn về bỏ đồ vô rồi với thuê xe đi khám phá khắp nơi. Không những xe ôm ở đây, xe túc túc ở đây là giỏi, biết tiếng Anh, đủ thứ.
Mình vừa mới tới đây thuê khách sạn ở Siem Reap. Khách sạn như vậy là giá 25 đô 25 đồng, vệ sinh có bồn tắm. Có bồn tắm, có ban công, và ở bên phía dưới có hồ bơi nhỏ nhỏ. Rồi bây giờ là đi tìm hủ tiếu để ăn sáng, uống cà phê, sau đó đi đến các cái đền ăn co quát, ăn co thơm. Nói chung là nguyên ngày hôm nay buổi sáng là đi hết mấy cái đó. Rồi đây tới rồi, hủ tiếu Nam Vang. Đi order đi. Please. Order đi, order đi. Please. I eat order đi. Nhìn cái hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu năm bên ở đây là đúng chỗ rồi nha. Mình ăn hủ tiếu Nam Vang là năm bên ở đây này. Bây giờ đến đây là ăn đúng hủ tiếu của nó rồi nha. Phần lớn các quán ăn ở đây đều có cái ớt giái mà ngâm tỏi, ngâm nước giấm, ăn ngon thơm. Đây. We go to first. Go first, go buy the ticket. Then ticket. Yeah, go to buy the ticket. Yeah. Go. Ai ở đây trước khi đến ăn câu quát thì phải ghé vào đây mua vé. Mua vé ở đây, phòng vé đi ăn câu quát. One day. Ở trên là giá vé tham quan cho tất cả các địa điểm này, tổng cộng trong một ngày, tính ngày nha, trong một ngày là 37 đô cho một người. Mua có cái vé này rồi bây giờ đi khắp các cái địa danh này. Đây, cái vé đây, trên chiếc vé có in hình của mình nha. Nhưng mà cái này mình sẽ đem về Hồ Chí Minh làm lưu niệm. Nó có một cái hồ, bởi vậy ngày xưa thành trì nữa nó có cái hồ vậy nè. Nó muốn đi qua nó phải thả cầu ra.
đi đâu trước, đi vô đây trước nha. Đi. Chụp đây đẹp lắm em. Tới cột thứ ba. Công phu lắm mấy cái này, chạm khắc. Ở giữa khung là như vậy, đây là ở lòng giữa, nó bao bọc bởi mấy cái hành lang này. Rồi đi em ơi. Ừ. Hẹn với tài xế đi tham quan cái Angkor Wat này là 2 giờ. 2 giờ là từ 10 giờ sáng đến 12 giờ, mà thật ra là đi chắc được nửa. Tại vì nó hành lang của nó hình vuông, mà mình đi được có một cạnh bên đây rồi. Đó, cho nên là tính ra phân nửa thôi. Nhưng mà thật ra chưa hết. Cây thốt nốt nhìn đẹp quá, nhìn đẹp quá. Ở đây rộng quá. Hay là mới có cái Angkor Wat thôi đó. Còn Angkor Thom rồi. Mấy địa danh nữa. Tà Keo nữa. Đi phê lắm. Một ngày thì chỉ đi được 4 cái như vậy thôi. Đang đi ngoài kia nắng chói chang và nóng nực quá. Bước vào tới đây, ôi, nó như là bước vào phòng máy lạnh rồi, nó mát. Bên đây có mấy bức tượng. Ở đây không biết là tượng gì, nhưng mà tay dài như vậy chắc là tượng Phật quá hả. Không biết, mình ở đại vậy thôi.
Rồi đi ra. Ở đây có mấy cái tượng bị bể sức mẻ rồi. Các ảnh chạm khắc trên tường. Rất là tinh hoa nha, từng cái đường nhỏ tỉ mỉ. Ở đây là tượng Phật và nó cũng là chính điện luôn. Rồi coi như là hết Angkor Wat, chia tay Angkor Wat, đi qua cái địa danh tiếp theo.